Xin kính chào quý vị khán giả. Rối loạn chảy máu là một vấn đề phức tạp và có thể gây nhiều biến chứng và gặp ở cả nam và nữ. Tuy nhiên ở phụ nữ thì cái rối loạn chảy máu nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do người phụ nữ có những cái giai đoạn kinh nguyệt, mang thai và sinh con. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những rối loạn đông máu ở những người phụ nữ. Rối loạn chảy máu thì có nhiều loại. Đầu tiên nhất chúng ta có thể là gặp những trường hợp bệnh nhân bị giảm tiểu cầu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó thì xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch hay là còn gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn là một bệnh tự miễn do kháng thể chống lại tiểu cầu do cơ thể sinh ra. Và bệnh này thì gặp ở cả người lớn và trẻ em với tần suất là khoảng tầm 2,2 đến 5,3 trẻ trên 100.000 trẻ hoặc là 3,5 người trên 100.000 người lớn. Và cái tiếp theo đó là bệnh rối loạn chức năng tiểu cầu. Và các bệnh rối loạn chức năng tiểu cầu này thì thường có thể gặp ở với cái tần suất là từ 1 trong 100 người ở trong quần thể. Và đa số những trường hợp bất thường chức năng tiểu cầu thì thường là nhẹ và thường bị bỏ qua. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp mà bị chảy máu nặng, ví dụ như Glanzerman thì cũng cần phải được quản lý. Tiếp theo đó là bệnh von Willebrand. Bệnh von Willebrand là một bệnh rối loạn chảy máu di truyền hay gặp nhất với tần suất khoảng tầm 1 đến 2 người trong 1 đến 2% dân số. Và bệnh gặp ở cả nam và nữ với biểu hiện là chảy máu ở niêm mạc, da và niêm mạc là chủ yếu. Và bệnh gây ra là do cơ thể bị tổn thương gen làm cho thiếu hụt cái yếu tố là yếu tố von Willebrand. Yếu tố này có hai chức năng là thứ nhất nó là gắn cái tiểu cầu vào cái thành mạch và cái tiếp theo nữa là cái chức năng mang yếu tố 8 là một trong những cái protein tham gia về con đường đông máu. Và thiếu yếu tố von Willebrand có thể là về số lượng hoặc là về ảnh hưởng bất thường về mặt chất lượng thì sẽ ảnh hưởng đến việc tạo cục máu đông và người bệnh có thể là sẽ dễ chảy máu hơn là so với những người khác. Cái tiếp theo đó là bệnh hemophilia A hoặc là hemophilia B. Hemophilia thì thường còn được biết đến là một cái bệnh lý mà hay gặp ở nam giới do một tổn thương gen yếu tố 8 hoặc sản xuất yếu tố 8 hoặc yếu tố 9 nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X và di truyền lặn. Đa số người bệnh là nam giới, tuy nhiên thì trước đây người ta cho rằng người bệnh, người phụ nữ chỉ là người mang gen thôi. Tuy nhiên người ta đã nhận thấy là có đến 1/3 những người phụ nữ mang gen cũng có nồng độ yếu tố đông máu thấp cũng có thể bị chảy máu như những người nam giới và cũng cần được quản lý như những bệnh nhân nam giới khác. Và cái tiếp theo nữa đó là những cái rối loạn là những cái thiếu hụt về các yếu tố đông máu bẩm sinh hiếm gặp như yếu tố 1, yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 7, yếu tố 10, yếu tố 11, yếu tố 13 vân vân. Các rối loạn này thì thường rất là hiếm gặp và cũng có thể gặp ở cả nam và nữ. Thế thì cũng giống như nam giới thì người phụ nữ cũng có những biểu hiện là rối loạn chảy máu nó thông thường, ví dụ như là chảy máu mũi, chảy máu xuất huyết dưới da, rồi chảy máu chân răng hoặc là tụ máu ở cơ, ở khớp hoặc là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là đi tiểu ra máu hoặc thậm chí là có thể là bị xuất huyết não. Tuy nhiên thì khác với nam giới thì phụ nữ thì còn có cái chức năng sinh đẻ. Vì vậy mà cái đặc điểm nổi bật ở người phụ nữ mà bị rối loạn chảy máu đó là nó liên quan đến với những cái chức năng sinh đẻ của người phụ nữ này. Đầu tiên nhất đó là có thể chúng ta sẽ thấy là người là một cái triệu chứng là hay gặp nhất đó là cường kinh. Cường kinh là được định nghĩa là một cái trường hợp mà khi mà kinh nguyệt nó kéo dài trên 7 ngày với cái số lượng trên 80ml trong vòng một cái chu kỳ. Và khi mà bị cường kinh như vậy thì người phụ nữ thường có những cái rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng sống và nó làm cho có thể mất máu số lượng nhiều và làm cho bệnh nhân có thể là bị thiếu máu do thiếu sắt. Bên cạnh đấy thì người phụ nữ mà bị rối loạn chảy máu thì cũng có thể là bị chảy máu trong quá trình mang thai, quá trình sinh nở và sau đẻ. Và những người phụ nữ này giờ rất là cần được quản lý để đảm bảo cho cái việc mà có thai ở trong mà có thai nó được an toàn cũng như là sinh đẻ an toàn và trong cuộc sống hàng ngày cái kinh nguyệt nó cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống.
Đối với những người phụ nữ mà bị rối loạn chảy máu mà có kinh nguyệt số lượng nhiều hoặc là kéo dài thì chúng ta nên luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái đồ lót và băng vệ sinh trong cái hành lý cá nhân. Thứ hai nữa là chúng ta nên mặc quần áo tối màu trong cái kỳ kinh này. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cần phải ghi chép cái lịch kinh nguyệt một cách thực sự là cụ thể và chúng ta cần phải theo dõi nó. Đồng thời là chúng ta phải nên thay băng vệ sinh trước khi đi ngủ. Bên cạnh đấy là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái thuốc tránh thai để mà điều hòa cái kỳ kinh nguyệt. Thì cái thuốc tránh thai nó có tác dụng là ngoài cái chuyện điều hòa nội tiết thì nó có làm tăng cái nồng độ yếu tố đông máu lên và nó sẽ giúp cho cái việc mà nó giúp cho cái kỳ kinh nguyệt nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thì nó không phù hợp với những cái người phụ nữ mà đang trong cái giai đoạn mà mong muốn có con. Bên cạnh đấy là chúng ta cũng có thể sử dụng một cái thuốc hỗ trợ đó là để mà giảm bớt cái lượng máu mất, đó là cái thuốc chống tiêu sợi huyết. Thì trong cái kỳ kinh thì bác sĩ có thể sẽ kê cho chúng ta một cái liều thuốc chống tiêu sợi huyết và nó giúp cho cái lượng máu mất đi, mất qua cái kỳ kinh nguyệt nó sẽ giảm đi. Và bên cạnh đấy thì chúng ta với những trường hợp bệnh nhân bị rối loạn đông máu, rối loạn chảy máu thì bác sĩ có thể là cho chúng ta sử dụng những cái bổ sung các yếu tố đông máu hoặc là cái thành phần mà chúng ta bị thiếu. Ví dụ như bệnh nhân bị giảm tiểu cầu hoặc là bị bất thường chức năng tiểu cầu thì có thể phải truyền khối tiểu cầu, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị thiếu yếu tố đông máu thì có thể phải truyền yếu tố đông máu. Khi mà chúng ta bị mất máu một cách trường diễn hoặc là mất máu quá nhiều thì cũng có thể gây đến là ảnh hưởng đến thiếu máu. Và khi mà thiếu máu, thiếu sắt là chủ yếu là do thiếu máu, thiếu sắt thì cái chúng ta cần biểu hiện thì là thứ nhất là da xanh, rồi niêm mạc nhợt, luôn luôn mệt mỏi, đau đầu, thậm chí là chóng mặt hoặc là cảm thấy là mất tập trung trong cái quá trình làm việc, rồi tim đập nhanh, hồi hộp đánh trống ngực. Và khi đó thì chúng ta nên đến bác sĩ để được khám, để chẩn đoán, xác định cái tình trạng thiếu máu của mình. Và bác sĩ mà khi mà xác định thiếu máu, thiếu sắt thì bác sĩ sẽ cho bạn bổ sung sắt để mà bù vào cái lượng máu, lượng sắt mất qua cái máu hàng ngày. Và các bạn nhớ rằng là khi mà chúng ta bổ sung sắt này thì phải theo đơn của bác sĩ chứ không chúng ta không nên tự bổ sung ạ. Chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng mà nó phù hợp, ăn đa dạng các đồ ăn cũng như là hạn chế những uống nước trà ngay quá gần ngay sau khi ăn, bởi vì khi đó nó cũng thể làm cho cái việc hấp thu sắt nó giảm đi. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta cần phải ăn uống đa dạng và bổ sung cho nó đầy đủ các cái thực phẩm để có thể cung cấp đủ các nguyên liệu cho tổng hợp máu. Vâng, các cái người mà bệnh mà bị rối loạn chảy máu thì thường không có bị chảy máu nhiều hơn hoặc là nhanh hơn so với bình thường. Họ chỉ đơn giản là bị chảy máu lâu hơn. Thì với những cái vết cắt và vết chảy xước thì rất phổ biến ở tất cả mọi người. Và đối với những người có rối loạn chảy máu thì nếu như bạn mà có những vết cắt, vết nhỏ thì bạn có thể xử lý bằng nước ấm, bằng cách ấn vào cái vết cắt này một cái lực trong vòng khoảng 10 phút và có thể sử dụng băng dán khi máu đã ngừng chảy. Và với những vết bầm tím thì những người phụ nữ mà bị rối loạn chảy máu thì thường có xu hướng bị bầm tím nhiều hơn với những cái người bình thường khác. Và cái vết bầm tím này thì thường nhìn có vẻ khó chịu, nhưng nói chung là nó không có nguy hiểm đến, nó không có nghiêm trọng và thường nó sẽ mờ dần trong một vài ngày. Tuy nhiên thì vì là phụ nữ nên chúng ta rất là ý thức về ngoại hình, vì vậy mà chúng ta điều đơn giản là chúng ta có thể là mặc quần áo dài để mà che những vết bầm tím đấy đi, hoặc chúng ta có thể là trang điểm, hoặc chúng ta có thể make up để mà che cái nhược điểm đấy đi, nó cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vâng, nếu như mà bạn mà bị chảy máu ấy, thì bạn hãy làm như sau. Thứ nhất, bạn mà ngồi thẳng với cái tư thế đầu thẳng và sau đó bạn ấn vào cái sống mũi với cái lực đủ đủ mạnh
liên tục trong vòng 20 phút và bạn có thể chườm đá vào sống mũi. Và đá này thì các bạn nên là phải bọc qua một cái lớp khăn ẩm và không được để đá chạm trực tiếp vào da của chúng ta. Và sau khi mà áp dụng như vậy, nếu mà chảy máu mà không có nguyên nhân, sau khi đã ấn mà kéo dài mà không có nguyên nhân, sau khi đã ấn cầm máu 10 phút mà không và chưa cầm thì bạn nên đến các trung tâm y tế để được chăm sóc. Và bên cạnh đấy thì ngoài ra bạn nên đi khám bác sĩ tai mũi họng để kiểm tra những vấn đề tại chỗ của mũi xoang ngoài cái vấn đề bị chảy máu. Và một cái điều hết sức là lưu ý là vào cái thời điểm mùa hanh khô như hiện nay, thế thì các bạn phải cần uống đủ nước này, rồi các bạn phải giữ ẩm cái niêm mạc mũi để cho chúng ta nó giảm những cái việc mà chảy máu mũi do quá hanh khô. Vâng, đối với cái người phụ nữ mà bị rối loạn chảy máu thì cái quá trình sinh nở thì thực sự là cũng có rất là nhiều thử thách. Thử thách thứ nhất là chúng ta cần phải biết được là cái nguy cơ khi bị nguy cơ trong cái quá trình mà nguy cơ bị chảy máu trong quá trình mang thai cũng như là trong quá trình chuyển dạ hoặc là sau khi có thai. Nguy cơ thứ hai đó là cái việc em bé của chúng ta sinh ra liệu có bị mang cái bệnh giống như mẹ hay không. Rồi cái thứ tiếp theo nữa là khi mà em bé sinh ra rồi thì làm thế nào để cho em bé là giảm mình có thể là xác định cái tình trạng rối loạn chảy máu của em bé thật sớm để chúng ta có thể có những cái việc mà quản lý cho thật là tốt. Thì đầu tiên nhất thì chúng ta cần phải có cái việc tư vấn trước khi mang thai. Tư vấn trước khi mang thai sẽ giúp cho cung cấp cho phụ nữ và gia đình của họ đầy đủ thông tin về ảnh hưởng của rối loạn chảy máu di truyền lên người mẹ và lên đứa trẻ, và các cái lựa chọn sinh sản có sẵn và các lựa chọn để mà chẩn đoán trước sinh. Đầu tiên nhất, và nó khi mà chúng ta tư vấn như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc mang thai được lập kế hoạch và thiết lập sao cho thai kỳ được quản lý tốt nhất. Và cái người phụ nữ sẽ được tư vấn về các vấn đề như là tiêm phòng chống lại bệnh viêm gan A, viêm gan B cho những người có khả năng cần phải truyền máu này, rồi những chế độ dinh dưỡng như bổ sung acid folic, bổ sung sắt vân vân cho người phụ nữ này trong quá trình mang thai, cũng như là hỗ trợ tâm lý. Ngoài ra thì các chị phụ nữ này cũng cần được nói chuyện với bác sĩ huyết học nhi khoa về việc chăm sóc một đứa trẻ mà có khả năng là bị rối loạn chảy máu như thế nào. Và tiếp theo nữa thì trong cái quá trình tư vấn như vậy thì chúng ta cũng phải cung cấp cho cái người phụ nữ này mang cái rối loạn này những cái dịch vụ mà để mà chẩn đoán trước sinh nếu như em bé mà có nguy cơ bị bệnh. Và những cái trường hợp này thì thường áp dụng ở những cái trường hợp người phụ nữ mang gen hemophilia, là bởi vì là những cái trường hợp này là chúng ta đã có cái bệnh thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến các em bé, và chúng ta đang có những cái biện pháp rất là hiệu quả để có thể là chủ động sinh ra một em bé khỏe mạnh, hoặc là mình có thể biết được cái tình trạng của em bé trong bụng là có bị bệnh hay không bị bệnh. Rồi trong bên cạnh đấy thì trong cái quá trình mang thai thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái quá trình mang thai này thì một số các yếu tố đông máu thường nó sẽ tăng lên, ví dụ như yếu tố 8, yếu tố Willebrand và fibrinogen. Trong khi đó thì một số yếu tố khác như yếu tố 9 thì thường nó không có thay đổi. Và vì vậy mà những cái thay đổi này nó làm cho giảm cái nguy cơ ít những người phụ nữ bị rối loạn chảy máu ít bị chảy máu hơn trong quá trình mang thai. Tuy nhiên thì không phải rằng là tất cả những người phụ nữ mà bị rối loạn đông máu đều không bị chảy máu trong quá trình này, và vì vậy chúng ta cần phải kiểm tra định kỳ để mà xem là cái tình trạng của người phụ nữ đó có cần phải bổ sung yếu tố đông máu hay không, có bị gia tăng cái nguy cơ xuất huyết hay không, và cần được theo dõi định kỳ. Và bên cạnh đấy thì cũng có một số những rối loạn chảy máu mà rối loạn đông máu mà nó sẽ là ảnh hưởng đến sự phát triển của thai, ví dụ như những trường hợp thiếu fibrinogen hoặc những trường hợp mà thiếu yếu tố 13 bẩm sinh. Những trường hợp này thì nó có thể làm cho cái việc làm tổ của thai nhi là bị kém và làm tăng cái nguy cơ mà bị mất thai trong quá trình mà mang thai của mẹ. Chính vì vậy với những trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi khuyến cáo là cần phải được điều trị dự phòng
bằng cách truyền tủa lạnh hoặc là truyền các cái chế phẩm đông máu để đảm bảo cho cái việc mà thai nhi được phát triển bình thường. Thì trong quá trình mang thai thì chúng ta cũng cần phải tư vấn cho cái người phụ nữ có rối loạn chảy máu là nên được kiểm tra định kỳ ở đâu, nên sinh ở đâu để đảm bảo cho cái việc mà chuyển dạ của chúng ta của những người phụ nữ này một cách an toàn. Và chúng tôi khuyến cáo những người phụ nữ có rối loạn chảy máu thì nên đăng ký sinh ở một cái cơ sở mà có đầy đủ các cái yếu tố đảm bảo cho cái cuộc sinh an toàn, ví dụ như là có đầy đủ bác sĩ chuyên khoa kết hợp với chuyên khoa sản, kết hợp với bác sĩ chuyên khoa huyết học, rồi bác sĩ nhi khoa, rồi có được cái ngân hàng máu đủ có cái chế phẩm cũng như là có cái phòng xét nghiệm đủ để làm xét nghiệm mà khi mà cái có vấn đề rắc rối có thể xảy ra. Trước khi sinh thì những cái người phụ nữ này thì những người phụ nữ mà có rối loạn đông máu là nên được gặp bác sĩ gây mê để mà lên một cái kế hoạch sinh cho thực sự là an toàn, bởi vì là có một số những trường hợp mà bị rối loạn chảy máu thì có thể là bị chống chỉ định trong cái trường hợp gây tê tủy sống, và vì vậy khi mà bác sĩ gây mê người ta sẽ khám trước, người ta sẽ biết được là với trường hợp này chúng ta cần phải sử dụng cái biện pháp gây mê nào cho nó phù hợp, cho nó an toàn. Và hiện nay thì cũng không có một cái mức yếu tố đông máu nào hoặc là số lượng tiểu cầu nào để đảm bảo một cách 100% cho các cái kỹ thuật gây mê ở những người phụ nữ có rối loạn chảy máu. Tuy nhiên thì nhưng mà đa số là những cái trường hợp mà thiếu hụt đạt từ các yếu tố đông máu bị thiếu hụt mà đạt từ 50% trở lên, trong khi các yếu tố khác bình thường thì vẫn có thể gây tê ngoài màng cứng. Và một cái cần lưu ý đó là sau khi mà giao bong trong cái quá trình sau đẻ thì cái nồng độ yếu tố đông máu nó sẽ giảm xuống rất là nhanh, và vì vậy mà cái người phụ nữ mà có rối loạn chảy máu thì sẽ có nguy cơ bị chảy máu sau đẻ, và thậm chí cái việc mà chảy máu sau đẻ này nó có thể kéo dài đến tận 6 tuần sau khi sinh. Chính vì vậy mà những người phụ nữ này cần phải được quản lý rất là chặt chẽ cũng như là tư vấn để mà đến khám chuyên khoa hoặc là được sử dụng các cái biện pháp thích hợp để giảm các cái nguy cơ do cái việc mà chảy máu gây ra sau khi sinh. Và bên cạnh đấy, việc chăm sóc một cái em bé và trong cái quá trình chuyển dạ đối với những người phụ nữ mà có rối loạn chảy máu thì cũng có một số những cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là chúng ta không phải là tất cả những bệnh nhân cứ rối loạn chảy máu là những người phụ nữ có thai mà có rối loạn chảy máu là bắt buộc phải sinh mổ. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta không nên để cho những người phụ nữ có rối loạn chảy máu mà để chuyển dạ nó quá là lâu, là bởi vì khi đó nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chảy máu cho mẹ cũng như là tăng cái nguy cơ chảy máu cho em bé trong cái quá trình chuyển dạ quá là lâu nếu như em bé mà có cái bất thường mà chảy máu do mẹ truyền cho. Cái thứ hai nữa là những cách thủ thuật mà phải can thiệp trong cái quá trình sinh đẻ, ví dụ như là phốc xếp hoặc là giáp hút thì rất là hạn chế ở những cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn chảy máu, là bởi vì là cái em bé mà khi mà sinh ra thì em bé vẫn có cái nguy cơ là mắc bệnh rối loạn chảy máu như mẹ, và vì vậy chúng ta cần phải hết sức hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là những người phụ nữ mà có rối loạn chảy máu đấy là cũng cần phải được kiểm soát cái quá trình đông máu trong cái quá trình chuyển dạ. Và với một số trường hợp, những cái trường hợp nồng độ yếu tố đông máu quá thấp hoặc tiểu cầu quá thấp thì chúng ta cần phải bổ sung các yếu tố mà thiếu để đảm bảo cho cái cuộc chuyển dạ nó an toàn hơn. Và đối với em bé khi mà sinh ra thì thường hiện nay thì đang có những cái chúng ta đang có những cái trường hợp mà chúng ta đang có những cái kỹ thuật để sàng lọc các cái bệnh lý rối loạn, các cái bệnh lý bẩm sinh và ngay sau khi sinh ạ. Thì đối với những trường hợp mà con của những người mẹ mà bị rối loạn chảy máu thì chúng ta không nên là dùng cái biện pháp chọc gót chân để mà lấy máu làm xét nghiệm, mà chúng ta nên lấy máu tĩnh mạch. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta thông thường với em bé sau đẻ thì chúng ta đang được bổ sung vitamin K thì sẽ có hai đường bổ sung, đó là vitamin K dạng uống hoặc vitamin K dạng tiêm bắc. Thì với chúng tôi khuyến cáo với những trường hợp con của những người mẹ mà bị rối loạn chảy máu thì khi chúng ta chưa biết rằng là em bé có bình thường hay không thì chúng ta nên sử dụng vitamin K bổ sung đường uống thì an toàn hơn cho em bé. Và bên cạnh đấy thì cũng lưu ý là
khi mà em bé mới sinh ra thì sẽ có cái gan nó chưa hoàn thiện. Vì vậy mà một số yếu tố đồng máu phụ thuộc vitamin K như yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9, yếu tố 10 sẽ thấp hơn so với người bình thường. Và chính vì vậy mà để mà chẩn đoán một cái trường hợp là các em bé đó có bị thiếu hụt yếu tố đồng máu hay không thì cũng phải hết sức là cân nhắc. Trên đây là một số thông tin liên quan đến rối loạn chảy máu ở phụ nữ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những cái buổi tiếp theo, nội dung tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại.